quý vị, chúng ta đã quay trở lại với chương trình Kỳ Tài Thách Đấu. Wow. Bây giờ là lúc khó khăn nhất của chương trình. Bây giờ là lúc đại nghĩa diệt thân của chương trình. Bây giờ là lúc phải làm hài lòng tất cả mọi người là điều không thể. Dạ. Chúng ta phải chia đội. Chia đội. Vậy thì ai về với ai sẽ có 3 cặp. Mỗi người trong đội chủ nhà sẽ bước vào bên đội khách để cùng nhau tạo thành một cặp hỗ trợ cho đội khách. Ủa, chủ nhà chọn hả anh? Thế nên anh không có cơ hội chung đội với Chun Vũ được. Rất buồn, nhưng mà không sao, bên kia vẫn còn những người trẻ đẹp. Bên đây thì chỉ có một thôi chứ không còn những. Những là thử số 2 trở lên, còn đây trẻ đẹp chỉ có một thôi. Đây vậy hả? À. Anh thì anh thấy còn hai đó, đẹp. Vậy hả? Anh đang xã giao hay là thật lòng? Anh nói thật lòng. Cỡ tuổi anh Tài là em là ngon rồi. Không phải được. Nhưng mà xin lỗi, em không thích anh Tài. Cái gì? Tại sao không thích anh? Tại vì anh Tài luôn dành cho em những cái ôm thương hại. Bậy, anh ôm là thương thiệt chứ không có thương hại. Hồi nãy nhìn thì... ánh mắt anh đi. Có gì gian dối với em không? Không, ánh mắt không gian dối nhưng cặp chân mày gian dối. Em đừng nói tới chân mày. Chân mày này từ lúc nằm trong bụng mẹ là đã có rồi. Thiên nhiên natural. Natural. Lúc mà siêu âm là đã thấy hai cái chân mày nó đậm nhất rồi. Cười cái gì? Ta không có đồng ý. Đồng. Chú. Con đứng gần con thấy sao? Con này hơi lợt. Cái gì? Hơi lợt là tại vì make up nó đánh lợt quá. Hơi thiếu sợi ở đây xíu. Nó thấy đậm của nó đánh cho lợt đi đó. Đầu tiên sẽ là anh Chí Tài, là một người đàn anh, là tiền bối, là một người chăm chút con nghề nghiệp của mình và duyên dáng và chưa bao giờ sao lãng với nghề. Và hiện tại đã lớn tuổi, nhưng tâm hồn luôn trẻ trung và nét diễn luôn thanh xuân. Anh được quyền chọn. Anh được quyền chọn. Đi đâu? Đi đâu? Đứng đi đâu? Tại sao phải lùi xuống một bước? Anh làm gì mà em né anh chứ vậy? Tại vì rất dễ hiểu. Những cái game vận động từ đó giờ, cái phần thắng không bao giờ thuộc về anh. À vậy hả? Mỗi giây ơi, lùi em, liền. Em xin phép mà em chọn đội luôn. Em với Trung dù gì cũng còn. Hỏi không? Chị em trong gia đình. Bây giờ để tôi với ông Khoa. Ba ơi, về với con ba ơi. Ba ơi. Ba cần một người trẻ trung để hỗ trợ sức khỏe cho ba. Ba yên tâm đi. Bên kia đẹp nhưng mà sức khỏe nguy hiểm lắm. Vận động là nghề của con. Chưa một cái phần thi nào mà con thua trong vòng vận động ba. Chắc không? Chắc ba. Chắc con họ đã tìm về với nhau. Thế thì mẹ của cháu là ai? Thưa quý vị, điều này chúng tôi sẽ bật mí ở cuối chương trình. Mời quý vị chờ đợi. Còn bây giờ, mời quý vị đến với game vận động trong chương trình Kỳ Tài Thách Đấu. Wow. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trò chơi bơm bóng sau đây sẽ rất là đơn giản vô cùng. Chúng ta sẽ có 3 lượt chơi, sẽ đấu thể thức vòng tròn. Mỗi đội sẽ cử một người, hai người ra đây cùng bơm bơm bóng. Đội nào nổ trước đội đó thua, đơn giản vậy thôi. Đội nào về nhất được 2 điểm, về nhì 1 điểm và về út o điểm. Chết rồi. Rồi, đầu tiên sẽ là cái gì cũng vậy. Kính lão đắc thọ. Phải có người đi trước thì mới có người đi sau. Tiền bối là phải trước, hậu bối là phải sau. Xin trân trọng kính mời. Có nhiều kính cẩn như thế ghê vậy hả? Rồi, mời anh Chí Tài. Khi đã có anh Chí Tài, một người đàn ông lịch lãm, là bậc tiền bối, gừng càng già càng cay, đó thì phải gặp Chun Vũ. Rồi, đây mỗi người một cái ống bơm.
bong bóng phải bỏ bụng đối phương. Ok, bỏ vô. Chúng ta nên nhớ chỉ là phần bụng với anh Chí Tài. Để em bỏ vô chưa? Ê, bỏ cái gì vậy? Ôi, sâu quá, sâu quá, nó nổ cái chết à. Để cho ba em yên đi. Cái kéo lên xúc xúc. Cảm ơn cái đội cam này nha. Đứng vào một bên giùm cái nha. Gây rối quá. À, em dạ chị nhắc sâu quá. Rớt rồi. Mày quậy. Của anh Tài chứ của ai? Đó, bỏ không đủ sâu mà. Đây. Xuống xuống tôi kêu luôn. Bong bóng này nổ, mọi thứ vô cùng nguy hiểm. What? Mọi thứ sẽ nổ thêm. Được bao nhiêu mà sao khổ vậy? Rồi, sẵn sàng chưa? Tranh thủ bơm làm sao cho bên kia nổ trước thì mình mới thắng nha. Anh Tài, đừng nương tay cho anh Tài. Rồi, sẵn sàng chưa nào? 3, 2, 1, boom! Cố lên chú ơi! Cố lên nào! Ủa sao mình quá? Trời ơi, hay quá chú ơi! Hay quá chú ơi! Có bầu quá gì? Anh lên nữa! Anh Giang ơi! Chỗ này hơi sâu! Đông quá là chỗ này hơi sâu! Trời ơi! Trời ơi, hay quá! Hỏi tay quá! Đạp lại! Anh lên! Nữa! Hỏi tay quá! Trời ơi! Trời ơi! Nữa! Như vậy là nghệ sĩ Chí Tài chiến thắng. Thưa quý vị, đúng bây là gừng càng ơi. Già càng cay. Anh Chí Tài là gói tập hết đất nên tay khỏe lắm. Bây giờ là không lôi được cho ra thì chứ em cho nổ luôn nha. Cái gì? Bây giờ không bóc được ra. Cho nổ luôn đi cơ. Cho nổ luôn đi. Đẹp. Bơm đi. Đây. Đừng có làm vậy, nó đau lắm. Bơm đi. Em mời thôi, ác quá. Thôi làm vậy ác với anh thôi, Tài lắm. Thôi, thấy gì luôn đi. Để con cố móc ra cho. Không, lấy cái kim á, đâm vô. Thôi lấy được mà, cầm đi, tôi lấy cho. Lấy được. Lấy được. Thưa quý vị, diễn thì thôi chứ không có đau, cái này đâu không có đau đớn gì, chúng tôi đã đảm bảo độ an toàn hết rồi. Và bây giờ là cặp tiếp theo, đó chính là Hồ Việt Trung và Harry Won. Trời ơi, trời ơi, mình phải nhường chứ sao vậy? Từ từ, gì chưa chắc nha, Harry Won hết đất dữ lắm á. Từ từ bình tĩnh, em đeo vậy. 3, 2, 1. Quý vị và các bạn thân mến, cặp đấu thứ hai đó chính là Hồ Việt Trung và Harry Won, ai sẽ chiến thắng? Boom! Như vậy là Hồ Việt Trung đã chiến thắng. Tuy nhiên Harry vẫn đang cố sức làm cho con bóng bể. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Harry chiến thắng. Bây giờ sẽ là lượt cuối Lâm Vĩ Dạ và Mạc Văn Khoa. 3, 2, 1. Bơm. Bơm. Hai tay. Bơm. Em bơm cái gì mà sao nó giống gì nhẹ nhàng vậy Khoa? Nhẹ lắm. Nhanh lên. Lên. Trời ơi, cố lên, 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 cố
Thưa quý vị thân mến, như vậy là đội Hồ Việt Trung chiến thắng. Đội Hồ Việt Trung được 3 điểm thưởng, đội anh Chí Tài được 2 điểm thưởng, và đội chúng ta thôi thì 1 điểm cũng hay rồi. Dễ Harry. Sao? Cái màn vừa rồi thấy sao? Tay chân sao? Bên này có vẻ dữ ha. Tay chân tập tạ rồi, anh Tài cũng dữ, anh Tài tập tạ dữ lắm. Thì đó, anh nói rồi mà. Hơi yếu nha. Không phải em bơm mà chị Harry rồi, mọi người cứ nói người ta là con gái, người ta là bậy, con gái. Ai nói hồi nào, không ai nói gì em hết trơn. Em là con gái đó. What? Em thích cảm giác được nổ anh ạ. Hả? À rồi, đứng im đó. Không, được. Cho 10 cái bóng mượt. Thôi, một phát là được rồi ạ. Một phát được rồi. Nổ phát hết thích rồi anh. Thưa quý vị, dĩ nhiên hiện tại điểm số đã có. Hồ Việt Trung là bây giờ là 3 điểm. Đội mình chỉ có 1 điểm, còn đội anh Tài là 2 điểm. Bây giờ là màn tỷ thí. Mạc Văn Khoa nói hồi nãy là vì sao? Con gái nên tôi nhường, tôi không có bơm hết sức. Mạc Văn Khoa mời cầm ống bơm. Ai là đàn ông bước ra đò sức với bạn Văn Khoa? Tài. Tài. Tài là cha già. Cha chú cha em mà. Bây cùng giờ, đội với em. Cùng phe không có chơi được. Thì là em luôn đúng không? Mọi người ủng hộ tinh thần em đi. Cố lên. Yeah, cố lên. Chắc em thua tiếp quá, nhìn anh Trung khỏe quá. Cái gì? Nhìn anh lực lưỡng quá. Em nhìn vậy thôi, chứ trong anh má bệnh. Cho em ra sau lưng được không anh? Không. 3, 2, 1, bơ. Từ đây. Bơ đi. Bơ. Chạy ra. Cào lên, kéo cào lên. Được ngược cái dây rồi. Cố lên. Cố lên, Khoa sắp được rồi, Khoa ơi. Trời ơi, hư rồi. Thôi là mình là đàn ông đi. Khoa. Trời ơi, nó nổ vô mặt đau lắm á. Sao ai cũng tránh xa anh Trung vậy? Anh ơi, anh tránh xa anh Trung ơi. Trung ơi. Trung ơi, cố lên. Trung ơi, chứ ai có thế nào mà bơm 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 để chạy không anh Trung? Không, Mạc Văn Khoa nổ trước, Mạc Văn Khoa thua. Nhưng đáng lẽ chúng tôi không có cái màn tỷ thí này. Nhưng mà tại vì Mạc Văn Khoa nói là con gái nên là em tha, bây giờ con trai cũng thua. Cho nên hồi nãy được 2 điểm thưởng đúng không? Trừ đi 1 điểm. Và cái điểm trừ đó cộng qua cho Hồ Việt Trung. Trên 4 điểm luôn hả? Đúng vậy. Vô nước biển đi. Ui. Vô nước biển. Thưa quý vị, phần này chúng tôi mang lại nhiều tiếng cười cho quý vị. Bây giờ là phần tiếp theo trong chương trình Kỳ Tài Thách Đấu. Wow.